Tử vi ngày 2 tháng 12 âm lịch, ngày Nhâm Tuất. Xin chào quý khán giả của chương trình Tử vi 12 con giáp trên kênh Phong thủy Lộc Đài, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Đài. Quý anh chị thân mến, ngày hôm nay, các Phong thủy Lộc Đài sẽ chia sẻ về vận trình của 12 con giáp trong ngày 2 tháng 12 năm 2020 âm lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành những công việc đạt được kết quả như mong đợi và tránh được thị phi, rủi ro. Và trong ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp được may mắn về tài lộc, làm ăn phát đạt? Và con giáp nào sẽ gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Xin mời anh chị sẽ cùng theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay để biết được chi tiết cụ thể. Đầu tiên là tổng quan về ngày 2 tháng 12 âm lịch. Ngày 2 tháng 12 năm 2020 âm lịch, hay còn gọi là ngày 2 tháng 12 năm Canh Tý, tức là ngày 14 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Nhâm Tuất, nạp âm là Đại Hải Thủy, tức là nước biển lớn. Do Tuất và Thìn chính xung, Nhâm Dương Thủy khắc Bình Dương Hỏa, Mậu Dương Thổ khắc Nhâm Dương Thủy. Đây được gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với các gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 và tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Thứ hai là tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 2 tháng 12 âm lịch. Đầu tiên là tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày hôm nay, có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật, chiếu mệnh, nên gia chủ tuổi Tý cần chú ý tới những lời mời gọi, nhờ vả liên quan tới phạm pháp, giấy tờ. Tuổi Tý trong năm còn phạm phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và trong sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn để hóa giải xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh sự nghiệp, tài lộc được hanh thông thuận lợi. Tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là thần bị khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngày hôm nay sẽ có Kim Sư đóng mệnh, đây là cát tinh phú quý, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với người tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Hơn nữa, vì Tý Sửu là cương hợp, sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho những người tuổi Sửu. Vì vậy mà năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội này để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Tị Dậu Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Nhâm Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong những ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu có cơ hội thì nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Trong ngày còn có Văn Xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành nên rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần trong năm nay nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Dần Ngọ Tuất, sử dụng tam giáp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn về tài lộc, tăng cường khí vận và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Nhâm Dương Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mão, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó còn có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ được vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng.
Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng thái tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận hợi Mão Mùi để gặp hung hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Trong ngày này, có phúc tinh giáng chiếu tới, những gia chủ tuổi Thìn nên xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Nên nắm bắt cơ hội này để đạt được những thăng tiến như mong muốn trong công việc. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không hề tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn để chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính quan, nghĩa là thần bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. May mắn là trong ngày có hai cát tinh là Thiên Ất và Thái Cực. Thiên Ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn, sẽ có được vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để thể hiện được tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc và đạt được thành quả như mong muốn. Người tuổi Tỵ năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, được người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp nhâm dương thủy là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Ngọ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình hơn. Năm nay có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiền quý thì khó tránh được sự cô độc. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ. Cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh xa rắc rối thị phi. Chính vì vậy mà trong năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận dần Ngọ Tuất để chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thần khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm hỏa nên cần chú ý về các bệnh liên quan tới hô hấp. Trong ngày còn có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Mùi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được sự trợ giúp rất lớn. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển. Đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý có quan hệ tương hại, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận hợi Mão Mùi để đem lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Tuổi Thân. Thân dương kim gặp nhâm dương thủy là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày Nhâm Tuất, gia chủ tuổi Thân được cát tinh là Thái Cực chiếu mệnh, đem lại may mắn và cơ hội cho gia chủ.
Đặc biệt là năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân Tý Thìn. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp nhâm dương thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Người tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Tị Dậu Sửu để cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị Thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất sẽ dễ có được tài lộc, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Ngày này có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiền quý thì khó tránh được cô độc. Bên cạnh đó, vận trình năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp tài vận có bước nâng lên đáng kể. Để tránh làm việc quá sức và thể chất tinh thần mệt mỏi, cần phải chú ý tới sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp nhâm Dương Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là cát tinh đem tới tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân và kinh tế. Nhưng cũng cần phải chú ý vì có hung thần thiên là địa võng chiếu mệnh, chủ về bệnh tật lao ngục. Bản mệnh cần chú ý giữ sức khỏe, tuyệt đối không được làm những việc liên quan tới pháp luật. Hơn nữa, người sinh năm Hợi gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm 2020 gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa thị phi không đáng có, giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 2 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng để tránh hung hóa cát, để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.